cái chiều cao của mình nó ra đâu. Nó chỉ mọi người, nó chỉ cao hơn khoảng 2-3 cm thôi mọi người. Bình thường mình rất là cao rồi. À không, rất cao. Biết sao? Tại vì hôm nay, đây, quay đây. Hôm nay mình mặc một bộ đồ. Đó, cái áo là cái áo kiểu hơi jacket một tí, thì nó sẽ kiểu tỷ lệ chân nó sẽ bị dài. À, nó sẽ được dài mọi người, hiểu không? Có ý kiến không? Mặt quyến rũ tí vào. Cái tờ này là siêu đẹp đấy. Thế chị đang quay phim cái thường luôn á. Nhưng mà đẹp mà đúng không? Đây nhá, chị thấp nhất này. Thấp nhất có thể ở đây này. Đừng bắt mặt quyến rũ nhá. Bấm đi.